vợ chồng chửi nhau. Nghe thấy, ủa tại sao người ta yêu nhau dành những lời ngọt ngào mà đến khi ly hôn người ta chửi nhau, mà các bạn nghe là không còn cái từ ngữ nào để diễn tả luôn. Xin chào các bạn, mình lại xuất hiện trước cửa Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là mình tham dự một cái phiên tòa. Giờ mình ra đây mình nói chuyện nha, tránh cái cửa tòa ra mất công bị đuổi. Đây, ở phía sau là Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó. Hôm trước mình đi xuống đây là mình tham dự một cái buổi hòa giải công khai chứng cứ. Cái vụ án này là một cái vụ tranh chấp ly hôn thôi. Một người vợ ở bạn nữ ở Vũng Tàu nè, rồi người chồng thì ở Tiền Giang, nhưng mà người chồng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Thì trong quá trình mà hai vợ chồng chung sống thì bạn nữ đó phát hiện ra là chồng mình không có chung thủy nữa, cho nên là bạn quyết định nộp đơn ly hôn. Cái vụ này hôm trước mình có kể các bạn đó, nó rất là đơn giản bởi vì hai bên không có tranh chấp. Khi mà cái bạn nữ này có ý định ly hôn người chồng thì cái bạn đó cũng đã trao đổi với chồng rồi, chồng cũng đồng ý luôn cái chuyện đó rồi. Cho nên là khi mà sau khi nộp đơn khởi kiện, tòa án thụ lý rồi, thì bên mình có làm sẵn cho người chồng một cái bản tự khai. Ở trong đó là người chồng thể hiện cái ý kiến là đồng ý với cái yêu cầu ly hôn của người vợ luôn. Cho nên là bữa nay ra phiên tòa diễn ra chắc khoảng 20 phút rồi các bạn. Rất là nhanh luôn, làm thủ tục xong. Phần hỏi thì mình cũng không hỏi gì nhiều, tại khi mà hội đồng xét xử hỏi xong là đầy đủ ý rồi, cho nên mình cũng không hỏi nữa. Rồi đến cái phần tranh luận thì có ai đồng tranh luận, chỉ có ông mình nguyên đơn, là bị đơn không có thì đâu cũng đâu có tranh luận gì. Với lại bị đơn cũng đã đồng ý với ý kiến của nguyên đơn rồi, cho nên mình cũng chỉ trình bày lại là cái cơ sở là cái diễn biến cái vụ việc nó như vậy. Rồi bị đơn cũng trình bày đồng ý với cái yêu cầu ly hôn của nguyên đơn. Rồi hai vợ chồng không có con chung, không có tài sản chung, nói chung là không có gì chung chứ, ngoài cái giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đó thôi. Cho nên là cuối cùng là yêu cầu tòa án giải quyết cho ly hôn. Rồi tòa giải quyết ly hôn xong, đáp điển đi về. Vụ này thì dĩ nhiên là khách hàng của mình mong muốn được ly hôn, cho nên họ cũng không kháng cáo làm gì. Và phía bị đơn họ cũng đã đồng ý cái việc ly hôn rồi, cho nên cũng sẽ không có kháng cáo, là cái bản sơ thẩm sẽ có hiệu lực pháp luật luôn. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề, đó là bởi vì cái người chồng ở bên Nhật, cho nên là tòa phải tốn thêm một cái giai đoạn, đó là cái gì, ủy thác tư pháp qua bên Nhật để mà tống đạt cái bản án tòa xử rồi đó, cho cái người chồng đó biết để mà người chồng nó kháng cáo hay không. Nhưng mà chắc chắn rồi, người chồng nó có nhận được hay không nhận thì cũng không ai kháng cáo. Thường ở trong những cái vụ ly hôn các bạn, có nhiều người nhắn tin hỏi mình là anh ơi, là em muốn ly hôn chồng, em muốn ly hôn vợ, nhưng mà em không có muốn xuất hiện trên tòa được hay không. Không hay được các bạn. Để cho chiếc xe này chạy đi rồi nói tiếp. Vẫn chưa chạy, nói luôn. Trong những cái vụ án ly hôn các bạn, theo quy định ly hôn là mình phải trực tiếp lên tòa, mình không có được ủy quyền những người khác. Ví dụ mình đi đòi nhà, đòi đất, đòi nợ gì đó thì mình có thể ủy quyền cho người khác đi khởi kiện vụ án đó. Nhưng mà trong vụ án ly hôn thì chính một bên, vợ hoặc chồng hoặc là cả hai vợ chồng phải xuất hiện lên tòa để nộp cái đơn. Mà trong những cái buổi xét xử, một là phải xin vắng mặt, hai là phải có mặt, chứ không được ủy quyền cho người khác tham gia cái phiên tòa, tham gia những buổi làm việc để trình bày thay cho mình. Bởi vì cái việc kết hôn, như các bạn biết, kết hôn đã qua kết hôn giùm mình, cho nên là khi ly hôn là mình cũng phải tự làm chuyện đó. Còn luật sư đi theo là đứng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi hợp pháp cho đương sự thôi, chứ luật sư cũng không có cung cấp lời khai thay cho đương sự, cho khách hàng của mình được. Các bạn biết không, vụ án này là vụ án ly hôn rất là đơn giản luôn, và đó là vụ án ly hôn đầu tiên mà luật sư Đàm làm. Hy vọng là lấy vía vụ án đầu tiên rất là đơn giản, rất là thuận lợi như vậy, thì tương lai nhiều vụ án khác thì mình vụ án ly hôn khác nó sẽ thuận lợi như vậy. Chứ thực tế các bạn làm án ly hôn nó rất là khó nha. Ví dụ đơn phương ly hôn mà một bên kia nó không có hợp tác, nó không có lời khai mà nó đồng ý ly hôn, thì cái quá trình diễn ra cái vụ án nó sẽ kéo dài hơn là cái việc là mình khởi kiện ly hôn mà chồng hoặc vợ của mình đồng ý ly hôn luôn. Trong những cái vụ án ly hôn khác á, vụ án này đơn giản bởi vì nó chỉ yêu cầu ly hôn thôi. Những vụ án ly hôn khác thì có người là tranh chấp về tài sản chung, con chung, người thì đòi tài sản nhiều hơn, người thì dành nuôi con, người đòi cấp dưỡng các kiểu tùm lum la hết. Cho nên nhiều quán nó rất là phức tạp. Quán ly hôn là những cái dạng mà không phải là vụ án đơn giản đâu. Đặc biệt là những quán ly hôn mà có tài sản, có công chung các kiểu là nó cứ rất là rối. Và khi các bạn lên tòa mà những cái buổi làm việc hoặc là hòa giải, các bạn nghe vợ chồng chửi nhau, nghe thấy ủa tại sao người ta yêu nhau dành những lời ngọt ngào mà đến khi ly hôn người ta chửi nhau, mà các bạn nghe là không còn cái từ ngữ nào để diễn tả luôn.
mỏi tay quá. Hy vọng là vụ án ly hôn đầu tiên của mình, vụ án ly hôn đầu tiên có yếu tố nước ngoài ở tòa tỉnh nha, nó đã thuận lợi như vậy thì sau này có những vụ án ly hôn khác mình sẽ làm thuận lợi tiếp theo. Tương lai mình có những cái vụ án ly hôn nào mới mà tình tiết nó hay hơn thì mình sẽ kể cho các bạn nghe. Còn bây giờ mình chuẩn bị đi về đây. Hôm nay mình đi có mình thôi, mình không có đi chung với anh chị luật sư trong công ty. Vụ án này nó đơn giản cho nên một mình làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho cái người vợ đó luôn, chứ không có đi hai ba người chi mất công. Cho nên là hôm nay mình thuê xe đi, mình đang chờ anh tài xế tới. Nhắc nhở chút xíu là đối với những bạn nào có nhu cầu mà thuê luật sư đó, ví dụ là tranh chấp nè, chia tài sản nè, thừa kế các kiểu đó, tranh chấp lao động hoặc là ly hôn nè, có nhu cầu tìm công ty luật thuê luật sư thì liên hệ với mình ha. Bảo đảm là các bạn sẽ gặp được luật sư Đàm trực tiếp ở ngoài đời và coi trải nghiệm của luật sư Đàm làm án ra làm sao. Chứ trước giờ nghe nó nói trên video không biết nó làm ra làm sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình suốt thời gian qua nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.